Diễm với quái đã làm từ đâu? Lên trên hai luôn đi, thạch lên trên hai luôn. Đến một giấy thông. Bạn không phản ghê quá, không phản lắm. Không phản thì đã phản được. Không phản nó mất mà lên lấy nó phản được khó.
18. Điểm số đổi điểm cho 90 cho Khánh Tùng. Đổi điểm 3-4. Người đội Minh Thủy, đội 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 Kim Hải Anh đã để đá thi đấu trận đấu cuối cùng của hôm nay. Người chạy sang đá không được.
xem máy bay không? Từ nhà thôi. Thanh Huy là nghi lên vũ ấy. Thằng thằng hai đẳng chứ hề. Cái thằng hai đẳng thằng Thanh Huy á. Thằng cái thằng Thanh Huy thằng chết đâu vô hai chiếc sáu. Trang hơi là cách biệt hai điểm. Rồi và kết thúc kèo thi được cặp đôi Thành Tùng giành thắng lợi với tỷ số 18-16.